Hôm nay chúng ta sẽ cùng live stream để chữa bài 9. Thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé, đúng không ạ? So desu ne, đây là giáo trình Shinkansen nhá. Đấy, chúng ta học những mẫu câu nào để mình xem lại nào. Bài 9 đúng không? Về thêm một đại thầy, tức là những mẫu câu nó liên quan đến gì nhỉ? Nhờ vả say khiến cái gì đấy có một đại mát đúng không? Hoshi đúng không? So desu ne. Hay đó, chúng ta cùng làm cùng nhớ nè. Có thể những bạn mà đã xem qua trước giáo trình Shinkansen rồi này, hoặc có những bạn thì bây giờ mới xem chẳng hạn đúng không? Thì không sao cả nhé, chúng ta sẽ cùng nhau làm và comment đáp án ạ. Các bạn có nhìn rõ không? Chúng ta sẽ comment số thứ tự này và đáp án A, B, C giúp mình nhé, để mình tiện theo dõi được không ạ? Trường sang Komawa. Chào bạn, vâng, chào bạn dạy khờ yêu, yêu dạy khờ. À, chúng ta bắt đầu thôi. Câu 1 nào, đáp án là gì đây? Ý đấy cả, đọc kỹ nhé, mọi người có nhìn rõ không? Zutto nani nani tokoro ni chichi ga tsurete itte kureta. Totemo tanoshikatta. Ikitakatta. Itte hoshikatta. Itte moraeta katta. So desu ne. Hai, kotai o komento shite kudasai. Mà mọi người hãy comment đáp án đi ạ. Hãy 1A rồi, so desu ne. Rồi, đấy có các bạn có A, có B, có C đây này, đúng không? À chưa có B. Bạn nào có mẹ ở B không? I desu ka? A to C desu ne. Rồi, các bạn hãy nhớ giúp mình vì lúc sau các bạn có thể làm trước câu 2, câu 3 chẳng hạn ấy, nên là nếu được thì hãy comment giúp mình thứ tự câu nữa nhé. Đấy, hiện nay là đang chỉ có câu A với câu C đúng không? Mà cứ một A lại một C, một A lại một C, rất đều đặn, đều đặn. À đây, có B đây rồi, bạn Quế Nguyễn đúng không? Quế Nguyễn vào khuấy động luôn. Đấy là đang một loạt A, B, A, A, C, A, C, bạn cho một cái đáp án B vào. Chúng ta nhìn nhá, bản thân của mình ý, khi các bạn học mẫu câu VT hoshi có nhớ không ạ? Nếu mà ví dụ như là okane ga hoshi, kobito ga hoshi, tôi muốn có tiền, muốn có người yêu đúng không? Thì cái đó là mình sẽ muốn nhá. Còn khi mình muốn là một hành động chẳng hạn thì đúng không? So desu ne thì lại sẽ là vetai, tabetai, nomitai. Nhưng nếu mà đấy là chỉ mình muốn hoặc là mình hỏi bạn là muốn có không chẳng hạn đúng không? Thế nhưng mà khi mình muốn làm một đối phương khác, một người khác muốn cái gì đó không thì mình sẽ dùng mẫu câu đó là VT hoshi hoặc là VNI DE hoshi. Đấy. Mà cái hoshi này muốn đúng không thì nó bằng với moraitai luôn ấy. Đấy, thực ra nó chỉ riêng quá khứ thôi nhá. Thế nên hai cái đuôi hoshi katta với moraita katta chính là moraitai riêng quá khứ nhá. Đúng không ạ? So desu ne. Thì nó gần như là bằng nhau còn gì? Đúng không? Hoshikatta. VT hoshi bằng với VT moraitai. Thế nên B mà chọn được thì sẽ suy ra C cũng chọn được. Đấy, tức là mình đang nói về cái sự suy luận đi, đúng không? Thế nên là hai đáp án B như thế thì B được mà C cũng được, nó chả khác gì nhau cả, đúng không? Thế nên B với C sẽ sai. Và đáp án đúng sẽ là đáp án A. Đúng không ạ? Idesuka. Đấy là mình đang nói về cái hình thức khi các bạn đi thi có những thường thường sẽ có bốn đáp án đúng không? Thường mà đôi khi là sẽ người ta đưa hai đáp án mà nó chỉ khác nhau một chút thôi đúng không? Đấy nhưng mà nghĩa không có thể giống nhau, tức là A được, ví dụ như là ở đây trường hợp B được, C cũng được chẳng hạn thì đương nhiên mình sẽ loại hai phương án đi. Đấy chỉ phân vân A với D chẳng hạn nếu có bốn phương án nhá. Đúng không? Đấy. Ôi trời ơi. Các đáp án đang bị loạn hết cả lên rồi. Idesuka. Thế nên đáp án chính xác phải là A. Còn bây giờ chúng ta lý giải tại sao nó lại là A này. Đấy, trời ơi, bạn Nguyễn Hiền ơi, mình đang giải thích rồi vẫn thấy comment và đáp án B. Buồn quá. Đúng không? Còn đấy, bây giờ bạn nào bây giờ ngẫm đi, các bạn ngẫm kỹ đi. Ủa, lại thêm một bạn Phương Nam Phương nữa, Nguyễn Phương Nam này, Nam Sẳng đúng không? Mình gọi như thế nhá. Đúng không? Lại phương án B nữa, mặc dù mình đã không biết là bạn đã nhìn thấy trên màn hình mình gạch phương án B và C chưa? VT hoshi bằng với VT moraitai, nhớ chưa? Oshiete hoshi, oshiete moraitai. Em comment câu 2 à? Rồi mình xin lỗi nhá. Hay comment. Xin lỗi nhá, xin lỗi bạn Điều và bạn Nam nhá. Đấy, đang chữa câu 1 nhìn là đơ cái là lại tưởng là câu 2 rồi, đúng không? So that's not. Thì câu 1 thì nghĩa là gì để giải thích cho những bạn mà đang chọn xe chẳng hạn ấy. Đúng không? Thì các bạn xem này, chi chi ga tsurete itte kureta. Đấy, tức là đây chúng ta bỏ cái phần trước đi. Là bố tôi đã dẫn tôi vì là chi chi ga và kureta.
đúng không? Ừ rồi mình xin lỗi nhá. Đúng không ạ? Bố tôi đã dẫn tôi đến cái nơi thì đương nhiên là tôi muốn đi rồi, đúng không? Không thể là bố muốn đi được không? Dẫn mình đến mà, đúng mà tôi rất là vui đây nữa. Thế nên đáp án chính xác là A nhá. Ikitai, tôi muốn đi, đấy chỉ là nói về cảm xúc bản thân của mình thôi. Ok chưa? Đấy nên đáp án chính xác là A nhá. Được không ạ? Ừ, nói nhiều bạn sai quá, ngay khởi động mà thế này thì chết. Rồi từ từ bạn Huyền ơi, mình còn chưa kịp chữa là mình cứ nhìn loạn hết cả lên. Ừ. À, đấy hôm nay bị ốm ấy nhá, bạn Nobito mà, nói giọng dễ thương quá. Ừ, mọi người còn dễ thương nữa, hôm nay đỡ nhiều rồi. Yatsugi ni ban, tare kawa kanai kedo michi o nanka gomi o nani nani moraitai na. Đó, hoshi na, đúng không ạ? So desu ne. Đó. Tôi muốn làm hành động đó, ở vứt rác ra đường, mặc kệ nó đi, đúng không? Chúng ta biết là muốn moraitai bằng với hoshi như mình nói nhá. Nhớ chưa? Đấy, VT. Ở đây có thì đương nhiên là có muốn mọi người vứt rác ra đường không? Nghe thế phải là không đúng không? Đấy, thì là loại cái này đi vì cái này là khẳng định. Đấy, vậy sute này đấy hay sute ra đây này đấy? Ừ. Hãy thanh sáng cùng vàng ạ. Ừ. Ides có. Đâu này được. Câu 2, mình thấy các bạn comment phương án B, mình có 3 bạn comment thôi thì phải nhỉ? Tiếp tục đi nào. Tại vì là các bạn cứ thấy cũng ba câu trên bảng trên trên màn hình rồi là cứ làm đã đúng không? Ừ. Nên là mình thì mình lại muốn là vì đang thiên về là không phải comment đáp án thì nếu không đưa đáp án cho các bạn cho nhanh đúng không? Mà mình cũng muốn là giải thích và tại sao nó lại như thế nữa đúng không? Đấy, hoặc có thể nếu bạn nào mà chưa học qua ngữ pháp đấy thì nói qua một lần đấy nhá. Ừ, nó không sao cả. Rồi bạn Thanh Phạm mà hay Thành Vạn mới nhỉ, hãy comment giúp mình cả số thứ tự câu nữa nhá để mình xem nó đang làm câu 2 hay câu 3 nữa. Ides có. Đó, thì bây giờ mình loại phương án A rồi nhá, vì đương nhiên là chả ai muốn vứt rác vào đường cả, muốn người ta vứt rác vào đường cả đúng không? Thì nó sẽ xem là đây có hai cái nai đế, đây cũng là nai đế này, đúng không ạ? Ừ. Thì nó chỉ là VT à V gì nhỉ? V nai đế, VT hoshi, V nai đế hoshi đúng không? So desu ne. Đó chứ. Đà đê là thể gì nhỉ? Có hai thể, một cái là gì khả năng, còn một cái là thể bị động đúng không? Đấy thì chúng ta sẽ không dùng nhá. Nó không được nghĩa ở đây, thế nên chúng ta sẽ dùng cái đây là gì đây nhỉ? B sute nai đế moraitai na đúng không? Ừ. Có thể không biết có ai có hiểu điều này không, nhưng thực sự là tôi rất mong muốn mọi người đừng có vứt rác ra đường nữa đúng không ạ? Ừ. Hãy chiki sang bang mia sang yoku miemasu ka? Hãy sotsugi oshiki dewa sashin no tottan desho đúng không ạ? Zehi nani nani hoshi desu. Đấy, vẫn đang bài 9 này, vẫn là liên quan đến VT hoshi đúng không? VT moraitai. Nhớ không ạ? Đấy, thì chúng ta xem chọn cái nào nào. Cái này được công nhận hay nhầm lắm này. Nó không chỉ phần ngữ pháp đâu mà nó còn liên quan đến phần nghe ấy. Đặc biệt là cái phần môn đây 4 trong bài nghe, các bạn có nhớ không? Đấy, những cái dạng từ, những cái từ hay nhầm, ví dụ karimasu, kashimasu, đấy nghe nó cứ giống giống nhau chẳng hạn này. Mimasu và misemasu đúng không? Một cái là xem, một cái là cho xem, hai đối tượng là khác nhau rồi nhá. Mình nghe nhầm một chút là mình sẽ chọn sai đấy ạ. Ừ. Đúng rồi, VT moraitai bạn Trần Minh Tuấn ơi, VT moraitai bằng với VT hoshi bạn nhá. Được chưa ạ? Ừ. Đều là mong muốn ai đó làm cái gì, nhớ chưa? Ừ. Đấy, ừ, ides có. Câu 3 thì bằng có bạn. Ôi trời ơi, câu 3 ABC. Mình biết ngay mà câu này là dễ bị nhầm lắm bởi vì có mi mi gì đấy, mi tê, mi xe là loạn hết cả lên đúng không? Ừ. Đấy, mite kudasai. Đây mình phải xác định đấy nhá, ai là người chụp ảnh nhỉ? Desho. Tất nhiên là nếu mình chụp thì mình tôi đã chụp rồi đấy. Tottan desu đúng không? Hoặc torimasu yo chẳng hạn đúng không? Thì mới là tôi chụp. Còn đây là sotsugi oshiki dewa sashin no tottan desho. Có phải là trong lễ tốt nghiệp là bạn đã chụp ảnh đúng không? Nhờ. Đấy, desho. Chắc là bạn đã chụp ảnh nhờ. Thế thì zehi đúng không? So desu ne. Đó, thế là gì đấy? Tức bây giờ là mình muốn xem hay là cái người chụp muốn xem? Người chụp người ta chụp rồi, tức là người ta xem rồi đúng không? Tức là bây giờ nói chung là mình muốn xem nhá. Đúng không? Đó thì có thể zehi, thực ra nếu mite thì đằng sau nó phải là mite kudasai. Đấy, mình cũng muốn giải thích rõ cho các bạn để các bạn hiểu là dùng mite trong trường hợp nào. Zehi mite kudasai, đúng không? Ấy thì lại là gì đây nhỏ? Lại là bạn nhất định phải xem nhé. Không được nhờ, đúng không? Đấy, kiểu như thế. Mà đây là mite gì nhỉ? Hoshi đúng không? Thì ta sẽ chọn cái nào đây? Ừ. Tôi muốn nhận à, tôi muốn muốn đúng không? Bạn cho tôi xem. Đúng ạ, đấy thế nên là nói tôi đấy mình dịch cho các bạn nhá, nhất định là bạn phải cho tôi xem đấy nhá, đấy ý là như thế đúng không? Ừ. Misete kudasai chẳng hạn đúng không? Thì nó là cái nào? Mite này đúng không? Thì không được cái này. Midarete, darete là khả năng à, vẫn có thể gì đấy nhỉ? Bị động thì lại càng không đúng không? Thì nó sẽ là misete hoshi hoặc là vite te moraitai đều được các bạn nhá. Ừ. Đà đồ bằng với desho bạn ơi.
Bạn Nam Phương Nguyễn, rồi Nam Nguyễn Phương, bạn Nam nhé, mình giải thích như thế nhá. Đề sổ bằng với cà rổ, còn nhớ không? Chắc là ấy, cái này học trong sơ cấp rồi mà. À, sư tàu à, mega photo đề sổ, mình phán đoán đúng không? Đấy, chắc là trời sẽ mưa đấy, còn nhớ không ạ? Ví dụ nhau, cô nô cư sư điều nô mù tổ, nô mù tổ, đẹp nè, hai biêu kỳ gắn nấu đồ đề sổ. Hãy uống thuốc này vào là chắc là sẽ khỏi đấy, đúng không? Đấy, sẽ thể bình thường mình sẽ nói đề sô đúng không, nhưng mà trong văn nói chẳng hạn vào thể thông thường nó sẽ là đà đồ hoặc đà đồ tô mô nữa cơ, đà đồ tô môi mos. Đấy, tôi nghĩ chắc là để đưa ra cái quan điểm, cái phán đoán của bản thân về một vấn đề gì đấy nhá, dựa trên những gì, những kinh nghiệm của mình, những cái gì căn cứ mình nhìn thấy được này. Ok chưa, phỏng đoán đúng rồi đấy nhá. Mẫu ngữ pháp bài 32 của giáo trình Mina thì phải 32, ừ hình như thế, nhớ không nhầm là vậy nhá, rất là đơn giản thôi. Đấy, nói chung đáp án này sẽ là câu B, misete hoshi. Đấy, bằng với VT một đai tai nhé, thì là tôi muốn muốn nhận được cái việc bạn cho tôi xem, bởi vì bạn đã chụp bức ảnh tại lễ tốt nghiệp nên là tôi muốn bạn cho tôi xem nhá. Ok chưa? Ii desu ka? Ya, chigi, chúng ta sang với câu tiếp theo nào. Yonban, miyasan commento shite kudasai. Chúng ta sang với câu số 4 nhá. Kyo wa onaka ga itai no de arubaito o nani nani itadakitai desu no desu ga. Câu này mẫu câu kinh điển rồi này, học trong sơ cấp. Tại sao mình nói kinh điển, vì nó học trong sơ cấp rồi. Mẫu câu xin phép yasumimasu thì mình xin phép, có rất nhiều cách để xin phép đúng không? Đấy, yasundemo ii desu ga, được đúng không? Đấy, trời ơi, bạn Nam ơi, chúng ta đang đến sang câu số 4 rồi. Câu số 3 của mình đã chọn phương án 2 mất rồi, phương án B đúng không ạ? Sang câu 4 đi nào. 4C, 4C, ừ đấy, tại câu này dễ đúng không? Ừ, bạn Coco rồi, Coco sẵn. À, bạn Thanh Phạm, có một bạn Thanh hay Thành đây đúng không? Nó có phương án khác rồi này, đúng không? Kyo wa onaka ga itai no de, hôm nay tôi rất là đau bụng đúng không? Thế nên là nói chung là đây arubaito thì mình bán là xin nghỉ đúng không? Đấy, xin nghỉ việc làm thêm đúng không? Đấy, hôm nay xin nghỉ làm thêm. Itadakitai, thực ra nếu mà trong sơ cấp các bạn có nhớ mẫu câu yasumasete itadakemasen ka? Có nhớ mẫu câu bài 48 không ạ? Có lịch đi gặp bạn gái cho phép em nghỉ được không ạ? Ừ đúng rồi đấy, bạn Quang Thanh này, hoặc có thể vesasete itadakemasen ka là trong sơ cấp các bạn học nhá, các bạn nhớ không, bài 48. Bình thường itadakemasen ka là hành động trực tiếp nhá, oshiete itadakemasen ka, setsumeshite itadakemasen ka, hãy chỉ cho tôi được không, giải thích cho tôi được không. Còn nếu mà hành động đấy là mình làm, yasumimasu đúng không, thì mình có thể là yasundemo ii desu ka, hoặc chia động từ đấy sang thể sai khiến, tôi muốn có thể nhận được cái việc là anh cho phép tôi nghỉ được không, đúng không ạ? Thì nó sẽ là yasumasete, thể sai khiến đúng không, shiekike desu yo, đáp án chính xác là đáp án C. Đúng rồi, cho người nói là người thực hiện hành động đúng không? Cái gì của tôi về sớm chẳng hạn đấy, các bạn thử nói xem nào, cho em về sớm được không? Hayaku kaerasete, kaerimasu, kaerasete itadakitai desu ka? Hoặc itadakemasen ka? Có nhiều cái đuôi khác nhau các bạn nhé, đúng không ạ? Đấy, còn marete, yasumarete là bị nghỉ này đúng không? Đấy, không được này. Yasunde là yasunde moi desu ka? Ờ thì còn được đúng không? Như này, itadakitai, đấy có đuôi này nên không được nhá. Rồi, tiếp theo câu số 5 nào. Câu số 5 bắt đầu có hai bạn đã comment, đó là bạn Julian và bạn Nguyễn Hiền comment phương án A. Có đúng không ta? Rồi, setsume ga yoku ukarimasen deshita. Moi ichido nani no hoshii no desu ga? Đấy, nói chung là ai là người không hiểu đây? Tôi không hiểu rõ lắm về cái giải thích của các anh chị, thế nên là hãy giải thích cho tôi được không? Hãy nói lại tôi được không? Đấy, ý là như thế. Vậy ta dùng cái nào? Đấy, đều là A đúng không? Ừ, đấy, câu này hầu hết mọi người đều chọn đúng rồi này. Oshiete nanka hoshin desu ga? Oshiete moraitai desu ga? Oshiete itadakemasen ka? Oshiete itadakitai desu ga? Đều được các bạn nhá. Đấy, nhất là lúc các bạn đi nghe những cái dạng câu ấy đúng không? Sodasnak thì có rất nhiều những cái hình thức nó biến đổi như thế, thì chúng ta phải cố gắng mà làm quen dần nhá. Đấy, VT hoshi, VT moraitai, VT itadakitai, VT itadakemasen ka, itadakitai, itadakenai desu ka? Ôi, nhiều cái đuôi lắm. Còn sasete các bạn nhá thì lại là gì đây? Tôi muốn là mình bạn cho phép tôi chỉ đúng không? Cho nên mình mới là người không hiểu cơ mà, đúng không? Dame. Osowaru thì là học nha các bạn nhá, đúng không? Tôi muốn bạn học thì tức là ý là bạn cũng không biết ấy, nhưng đây mình mới là người không hiểu rõ, thế nên nó C cũng đà mê. Kutai wa A desu yo. Ok chưa?
Đồ, ok, à, thuần sang cà phê sáng, chiến sáng đấy nhé. Dạ, chị đi đâu cứ bằng một này gái xin ok, cứ xem mà, tên này nó gọi là sự xe nít, nani nani, ikita kitai no desu ka. À đấy, cái này mình vừa nói xong này. Thấy không? Ba cái đuôi đây này. Itadakitai, nhìn thấy chưa ạ? Hoshi desu ne, itadakitai đều giống nhau. Đấy, nhá, bằng cái mồ đai tai luôn nhé. 6B, 6B đúng không? Ê, hôm tôi thế có nhớ đây nhá, đang ngập ngừng chắc là nói cái gì đấy đây đúng không? Bắt đầu bốn bạn đầu tiên chọn phương án B đúng không ạ? Rất nhanh. Các bạn ơi, chúng ta phải xem đã. Thứ nhất là đa xe à, đấy thấy cô nãy vừa bảo là chia sang thể sai khiến ấy hả? Nên là chọn thế này ấy hả? Như đây mình xem nào, mình nhìn câu đã nhá. Xin quý khách đấy, xin quý khách vui lòng. Đây là những glass sự xe hình, những là những sản phẩm bằng gì nhỉ? Thủy tinh à, đúng không? Đấy, thế nên là tên này là trong cửa hàng đây đúng không? Misenonaka đấy, đúng không ạ? Có nên sờ vào không? Tôi muốn mọi người sờ vào à? Đấy, cái đây nhìn hình thức chúng ta thấy hai cái này đều là sờ đi, không thể phủ định là sờ vào thì có sờ được không? Sờ thì chết, vỡ thì chết, đúng không? Thế nên là sawaru là sờ nhá. Đấy, bắt đầu chuyển phương án rồi đúng không? Arigato gozaimasu, yokatta, đúng không? May là còn chuyển phút cuối đúng không? Thế mình chưa cần cần nhìn nó chia sang thể như thế nào, mình chỉ cần thấy là nó đã phủ định hay không thôi, thì đương nhiên nhìn hình thức câu mình sẽ hiểu là không nên sờ vào đâu nha, đúng không? Sờ vào hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay, đấy, xin đừng sờ kiểu kiểu thế. Thì nó sẽ là C các bạn nhá. Đúng không ạ? Đấy, Suwatte là tôi rất muốn anh chị sờ vào những hàng này đúng không? Mẹ còn ano, notesuka đúng không? Đấy, ngập ngừng cái gì đó. Sawadase đây thẻ sai khiến nhá thì lại càng không. Hãy tôi muốn sờ vào như đây là okeku sama. Đấy, xin quý khách nhá. Chứ mình mà sờ vào thì cũng được, nếu mà mình là khách hàng thì cũng là sawadasete itadakitai no desu. Đấy, tôi muốn muốn được cho phép là tôi sờ vào nhưng mới điều kiện mình là khách hàng cơ. Còn đây mình đang là gì nhỉ? Tên in là nhân viên bán hàng. Xin đừng sờ vào em. Sờ vào đà mê. Vâng, các bạn comment hay lắm. Rồi, chiki desu, chúng ta sang hai câu tiếp theo. Ii desu ka? Ok. Đâu rồi? Comment đáp án của các bạn đi nào. Hey, minasan, kotae wo comment o shite kudasai. Lại mòn mỏi chờ đợi đáp án của các bạn. Đấy, đã có phương án đầu tiên. Đấy. Thuần sang desu ne? Hai, nan bang desu ka? Junban wo desu ne? Kaite kudasai. Nana bang to hachi bang desu ka? Câu 7, ở đấy, mấy bạn Thuần là chọn bằng an, chẳng biết là A của câu nào nữa. Nào hết là đang B đúng không? B tiếp để xem mấy B nào. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B. Các bạn là Lê Trinh đang đang ấn nhầm đúng không? Hoàng Yến, ôi dồi ôi, làm B quá. Từ từ bạn Cường ô tít à? So that's not. À, B, nhiều B quá. B đang áp đảo A. Nanka, chu kara kita mono desu ka? Nani? Ô chu? Ấy, ui dồi ôi, nào từ từ đã, có 7 đã, không chơi rồi ơi, có 7 và A, B, C mình loạn hết rồi, tôi đang nhìn phương án của câu 7 cuối cùng các bạn, nó loạn hết cả ra rồi. Rai shu kara go ryoko desu ka? Đúng rồi, so desu ne. Ồ, từ tuần sau là mình đi, anh có phải anh chị đi du lịch phải không, đúng không? Đấy, tức là i desu ne. Này, các bạn nhìn thấy chưa? Tư tư, so desu ne, B hazu da yo ne. Đấy, chắc chắn là B ấy hả? Bạn nào là Julian, là cô này ấy hả? So desu ne, các bạn nhá. Nếu nada thì mình sẽ dùng trong trường hợp nào đấy ạ? Thường thường với đằng sau nó sẽ là như kiểu một cái lời susume. Adobai sự desu ne, có nghĩa susume là gì nhỉ? Dùng tiếng Việt như nào nhỉ? Susume tức là một cái lời khuyến khích ra, đúng không? Đấy, nếu mà anh chị đi du lịch thì tôi nghĩ là đi như này được đấy, đúng không? Ví dụ như Ryoko nada, Nha Trang e itta hoga ii desu yo. Đúng không? Đấy, nên câu B nà đá đằng sau sẽ là phải đưa ra lời khuyên, những cái lời đề nghị gì đó chẳng hạn, nà đá, đúng không?
Y phải đổi chứ nhỉ? Ừ, đấy kiểu kiểu như thế đúng không? So that's not, thế nên câu B này sẽ sai nhá. Còn they know what thì đương nhiên không đúng rồi. Và nó chính là tenki ga ii toi desu ne. Biết có nghĩa là gì không? Thực ra mỗi câu này khi mà về được tốt, về khe đề bà, hoặc là tà đà ấy, thì về y desu ne, hoặc yokatta desu ne, chúng ta dùng trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là nếu mà trong tương lai ấy, thì là ôi nếu nó xảy ra tôi biết mấy, ý là kiểu như mong là. Đấy kiểu thế, ví dụ tháng 7 các bạn thi, ôi nếu đỗ thì tôi biết mấy nhờ. Đấy kiểu thế đúng không? Thế là gogaku dekiru to ii desu ne. Đúng không? Đấy còn trong quá khứ, ui, nếu điểm nó hạ một tí thì tốt đến mấy nhỉ? Thì mình nối tiếp ấy. Yokatta desu ne, yokatta no ni. Đúng không? Đấy, câu A chính, câu A không phải là vì đưa ra lời khuyên, mà câu A là ước gì anh ở đây giờ này, đúng không ạ? So that's not. Thế là ước gì thời tiết đẹp thì tốt biết mấy nhỉ? Vì anh đi du lịch mà. Đúng không? Đấy, cái tô này các bạn nhá, nhớ chưa ạ? Ừ. Hay ô. Nhớ chưa? Nào ra thì đằng sau đưa ra lời khuyên. Còn y desu ne đang đánh giá mà. Ui nếu mà anh thời tiết tốt thì tốt đến mấy nhỉ? Để anh đi chuyến đi du lịch của anh này thuận lợi. Đúng không? Đấy nên là đáp án chính xác phải là đáp án A các thanh niên ơi. Yabai, machigatchatta. So desu. Daijoubu desu yo. Hokan no nanka desu ne. Hãy gambatte kudasai. Đấy thì về có sai thì mới hiểu, mới nhớ được chứ. Nhỉ? Đây thêm một câu nữa xem nào. Ừ, câu này cũng dễ sai nữa này. Vete yokatta. Câu 8 đang là B. Ừ. Câu này thì chính ra là nếu mà cứ suy luận ra đôi khi là nó lại khó, nhưng mà thực ra nếu bạn dùng nhiều ấy mà chigai nai sổ không tô desu có chigai nai sổ desu nè. À đấy có bạn Dương Hoàng A rồi này, đấy có bạn Hương Đông C rồi này, đấy có những phương án làm nhiễu. Omedetou gozaimasu. Đấy như mình vừa nói nhá, thì thực ra cái đằng sau mà i desu ne hoặc yokatta desu ne chẳng khác nhau gì nhỉ, thấy không ạ? Một cái là ước gì, tức là trong tương lai nhá, đúng không? À, mong là đi, còn ước gì là trong quá khứ. Đấy đúng không? Ước gì điều này xảy ra tôi biết mấy, đúng không? Ước gì mà sẽ thế nào đó chẳng hạn, đúng không? Thế nhưng đây điều này đã xảy ra trên thực tế rồi chứ không cần phải ước hay nó đã không xảy ra nữa. Omedetou gozaimasu, chúc mừng anh chị nhá, chúc mừng cậu nhá, đỗ rồi đúng không? Thế tốt thế. Đúng ạ, thực ra nó chính là mẫu câu bài 30 ba mấy nhỉ? 39. Ừ đúng rồi, của giáo trình Mina. Snack. Ví dụ như là là cả DAT đúng không? Yokatta. Các bạn nhớ bài đấy không? Bài Sakura ấy, đúng không? Ừ. Anata ni yokatta DAT desu ne. DAT nanka yokatta desu ne. Đấy được gặp anh thật là tốt biết mấy, đúng không? Đấy đã xảy ra rồi, đúng rồi, chính xác. Mà cái này sai, đương nhiên cái này cũng sai, chả ước gì nữa, thế nên đáp án chính xác là B. Đúng không? Các bạn có nhớ không? Ừ. Đấy. Y desu ka? C bắt bắt chữ à? Không thôi desu ka. Đấy nhá. A với C thì gần như có thể bằng nhau vì bre bà này, ở độ tô này với gì nhỉ? Thà đà ấy đúng không? Thì nó có hai nghĩa. Ước gì nó sẽ đã không xảy ra hoặc là gì nhỉ? Mong là nó sẽ xảy ra chẳng hạn. Đấy nhá, thì điều này xảy ra rồi. Thế nên là ôi đỗ được tốt quá. Gặp được anh em mừng quá. Nhớ không? Đúng không? Đấy nè. DAT ureshikatta. Đấy kiểu như thế nhá. Ừ, vì mà được. Đâu đâu rồi? Nanka. So that's nice. Đó, ok, vậy chúng ta sẽ sang đây là hết bài 8 này rồi đúng không? Chúng ta sang câu tiếp theo nhé. Câu này bị thiếu một hai câu rồi. Sợ gặp em ước lại chưa từng. À, watashi wa Mai Lan to moshimasu, Julian san. Watashi wa Mai Lan to moshimasu. Xin lỗi các bạn nhé, ở đây scan lúc mình làm cái slide này nó lại bị thiếu mất hai câu 1, 2 rồi. Của bài số 10 rồi, thôi có câu nào chúng ta làm câu đấy nhá. Ý đấy nè. Sonna ni waranai de kudasai. Nani nani to iwarete mo okashiku te okas nanka doshite mo waratte shimaimasu yo. Trời ơi. Ai, chiki desu ne. Tiếp theo là bài số 10 đấy ạ, desu ne. Ai, daijuka desu yo. Bài số 10 học về cái gì nhỉ? À, đây xem nào. Số đấy. À, về những cái thể như là gì nhỉ? Mệnh lệnh, đúng rồi, hoặc cấm đoán của bài 33 giáo trình Minano thì không go, đúng không? Rồi, xin lỗi các bạn nhé, lẽ ra là còn câu 1, 2 nữa câu nhưng mà chả hiểu mắt mắt thế nào cuối cùng bỏ qua câu đấy chạy sang câu 3, 4, 5 luôn. Thôi, chúng ta cứ có câu nào làm câu đấy nhá. Zipichan. Cấm đoán. Nào, chúng ta cùng làm đi nào.
thể cấm chỉ ở cấm đoán cấm chỉ tùy các bạn nhá. So that's nice. Ồ, đừng có cười như thế, xấu hổ quá đi mất đúng không? Ôi trời ơi, dù có bảo là bị nói rằng nhá, yếu quá thế tiểu mộ. Dù có bị nói là đừng có cười nữa. Wasure nai de kudasai. Hoặc chúng ta trích dẫn luôn bằng cái gì nhỉ? Thể cấm đoán mình cứ nói thế đã đúng không? Nhưng mà buồn cười quá, lạ quá, okashi đúng không? Buồn cười quá thế nên là dù nào tụi cũng nó cười mất rồi đúng không? Wadatte shimaimasu yo đúng không? Lỡ cười, lỡ mồm. That's nice. Thế nên là cái nào đây? Đây là thể mệnh lệnh này. Qua đây, cười đê, đúng không? Như đây là qua đâu? Nào, that's nice. Thể từ điển chúng ta cộng thêm na đằng sau, chúng ta sẽ biến nó thành thể gì nhỉ? Thể cấm đoán các bạn nhé. Cấm đoán, cấm chỉ. Đúng rồi, sau ạ. Ừ, đúng rồi, sau qua được nào. Cấm sầu, đúng không? Chính xác, cấm đoán đấy các bạn ạ. Còn cái bên là cho nó thể gì nhỉ? Thể sai khiến, à thể, cô xin lỗi, thể mệnh lệnh, nhớ không? Ví dụ như là gặp tên trộm chẳng hạn. Okaneo dashite, tiền này, đúng không? Chứ không có lịch sự. Okaneo dashite kudasai, đúng không? Anh hãy đưa tiền cho em đi ạ, à, đúng không? Rồi, chơi vậy thôi, chúng ta sang câu ở đây. Đáp án là C nhá. Câu số 4 nào, that's nice. Harigami, tức là những cái tờ mà người ta giấy dán ở trên bảng, ở trên tường chẳng hạn, đúng không? Ở trong lớp học chẳng hạn. Đây ạ, heyo deru toki wa denki o nani nani koto. Đấy, chúng ta học mẫu cấp theo liên quan đến koto. À, câu số 4 rồi các bạn ơi. Ideshou. Chụp quá chật tạ. Lỡ sờ mất rồi à. Có bốn cái đơn giản đúng không? Thì chúng ta có những câu nói về quy định, ví dụ như là một quy định của lớp học, một cơ quan tổ chức này, hoặc là ví dụ như là khi mà trước giờ kiểm tra để thông báo về cái nội quy gì đấy chẳng hạn nhá. Ví dụ các bạn đi thi chẳng hạn ấy, thì người ta có một loạt quy chế thì người ta sẽ diễn tả bằng mẫu câu, đó là về được koto hoặc về nai koto. Đó, về được koto thì nghĩa là gì đấy? Phải nên làm cái điều gì đó, còn về nai koto là không được làm điều gì đó. Về temoi hoặc về nai đúng không ạ? So desu ne. Về được koto bằng nakucha. So desu ne. Nó phải làm, đúng rồi, cũng được, nakucha. Kỳ quá, các bạn comment bằng tiếng Việt rồi mình nhìn loạn hết cả mắt lên. Rồi, câu này đơn giản rồi nhá. Đó, keisu ananka, keisu koto. Đấy, quy định là khi ra khỏi phòng thì phải tắt điện. Ok. Câu số 5, so that's not tate fuda, that's not những cái bảng biển như ở đây là trên gì nhỉ? Fuba Shibafu là bãi cỏ các bạn nhá. Thảm cỏ, bãi cỏ. Thì đây, nó là để những quy định như harigami là trên tờ giấy dán trên tường này, hoặc những cái bảng biển này chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta sẽ là ve được koto hoặc ve nai koto, vậy đâu xem nào. Chỉ khác động từ thôi, đúng không? Vậy nó sẽ là phương án nào đây? Câu 5 sẽ đi với gì nhỉ? À, đây câu này dễ rồi nhá. Haidanai koto, đúng không? Haidanai de kudasai, đúng không? So desu ne. Hai đựng na đều được các bạn nhá. Rồi, cái này thì đơn giản rồi nhá. Daisoubu desu ka? Ya, chigi 6 bang, 7 bang to 8 bang desu yo. Nào, các phương án tiếp theo đi nào các bạn. Không nên, không được phép luôn đấy ạ. Đúng hẳn không nên nhỉ, đúng không? So that's not. Không được phép là gì đấy? Vào cái hạng của này đâu, đúng không? Đấy, vì những kiểu đây là quy định rồi thì nên người ta thường cấm đoán luôn. Ví dụ vete wa ikenai. Đúng rồi, vete wa ikenai. Vì vete wa dame, đúng không ạ? Nào, chiki 6 bang, minasan, 6 bang no ko. E thuần sang 6 bang desu ka? Rồi đấy, comment giúp mình thứ tự cho dễ nhìn nhá. Đấy, câu này chúng ta có từ beki, thực ra ngữ pháp này của nó 4 cũng được, mà nó của nó 3 cũng được, tùy nhỉ, đúng không? Morita kun, đúng không? Bạn này là bạn là gì đấy nhỉ? Xâm điền, ta, so desu ne. Ichimo soi ne, shinryu sain mo wa, nanka moto hayaku kaisan ni nani nani da yo. Chúng ta chỉ quan tâm đều là beki rồi, chúng ta chỉ là chia cái động từ kimasu nó sang như thế nào để kết hợp với beki, đúng không? Thì beki mẫu câu này là nên nhá, thì đưa ra cái chủ trương, cái suy nghĩ là bạn nên làm cái này, nên làm cái kia, đúng không ạ? Lúc nào muộn quá nhỏ, là nhân viên mới thì phải nên, tôi nghĩ nên đến công ty sớm sớm tí nữa, đúng không? Thì nó sẽ đi từ nào nhỉ? Hay kuru beki, đúng không? So desu ne. Bi desu yo. Còn có hai cái động từ đặc biệt đây ấy, đúng không? Đó là từ để shimasu, shimasu suru ấy, thì có thể là chia hai cách, suru beki da hoặc là su beki da, dochira mo ii desu, đúng không ạ? Ya, chigi nana bang. Về được beki, đúng rồi, còn cái động từ khác thì nó sẽ là về được beki.
Đấy, câu 7 là sang thế có A với C rồi này. Ừ. Sonani takusan no okane o tomodachi kara nani nani to tomodachi mo nanka komaru daro. Đấy, daro bạn nào hỏi ấy nhỉ? Đấy, daro thì chắc là đúng không? Ừ. Nói chung là không nên mượn nhiều tiền từ bạn này đâu, bạn nó cũng khó khăn mà. Đấy kiểu thế nhá. Ừ. Ai B đấy? Ừ, so that's nice. Thế này nên mượn à? Cô B, bạn nào đang chọn B thì lại nên mượn à? Đúng không? Tôi nghĩ là nên mượn tiền từ bạn ấy. Bạn cũng khó khăn mà nên mượn tiền từ nó đi. Đằng nào nó chả chết đúng không? Đằng nào nó chả đói, ít nhất nó cứu được mình đúng không? B phải loại đi chứ. Đúng không? Nhầm mà. Ừ, rồi rồi đẹp nát. Còn đây ạ, chúng ta chỉ có V được B key thôi các bạn nhá. Thế nên là DV này mình cũng không dùng. Mà nếu mà muốn muốn là không nên cái gì đó thì chúng ta phải B key đế bọn này phủ định cái đằng sau đây này. Đúng không? Bạn không nên mượn tiền nhiều như thế, số tiền nhiều như thế từ bạn đâu. Đúng không? Bạn nó cũng khổ lắm chứ. Nhờ, đúng không? B key đế bọn này. Nhớ chưa ạ? Đấy, chúng ta sẽ chọn phương án A nhá. Ides có, chắc chắn là B. Phương Sàng, Nam Phương Sàng Nguyễn, Nam Phụ Nguyên, Phương Sàng. Trời ơi, không biết bạn nào đấy lại con C, trời ơi. Các bạn đang trêu mình hay sao vậy? Chắc chắn B, chắc chắn A, thế là nào? Nào, comment nghiêm túc nào. Ides có, nói chung đáp án là A nhé. Ok chưa? Rồi câu 8 nào. Nihon no hoi de chu de wa, đấy nhớ cái cụm này cho mình nhá. Nihon no hoi de chu de wa, hatachi ni natte nai hito wa osake o nani nani. À sô cơ. Tần comment mấy câu đọc buồn cười quá đi mất. Rồi, câu 8 là cái nào đây? Hiền lý đâu? Hiền lý là bạn nào? Y desu ka? Câu 8 đang là phương án C. Ừ, hầu hết mọi người đang là phương án C. Bạn Tạ Ngân comment A nhưng mình không biết là của câu nào. Ừ, hầu hết là C à? Trời ơi. Có B nữa này. Đấy, sau khi mình than rời than đất thì có thêm cô B, hai cô B. Nhớ là đây quy định của Nhật Bản các bạn nhé. Đó là những thanh niên đúng không mà chưa tròn đôi mươi đúng không thì nói chung là không được uống rượu đúng không. Đấy, thứ nhất B ki đế wa arimasen chính là B ki đế wa nai này các bạn này, nhìn thấy chưa, nhờ câu trên ấy thì không nên, chúng ta lưu ý nhé. Thực ra không nên cái này là khi mình kiểu đưa ra cái chủ trương, cái suy nghĩ là bạn không nên làm thế đâu, còn chẳng có cái quy định nào cả. Còn nếu muốn nói quy định ý, bạn phải làm cái này, bạn phải làm cái kia chẳng hạn, thì người ta sẽ dùng là nakereba narimasen, là cái dạng thực hiện như phải thành cái nghĩa vụ, cái nhiệm vụ bạn phải thực hiện ý, thì nó sẽ là nakereba narimasen. Như cái hôn chữ này, bạn phải tuân thủ quy tắc các thứ chẳng hạn này, hôn chữ mamora nakereba narimasen. Được không? Còn no mộ koto de wa arimasen. Đấy, làm gì có phần D bạn khắc mình. Pháp luật mình đã khoanh cho các bạn sẵn đây rồi đúng không? Đấy, nó một câu từ đế quá arimasen là đế quá nay đúng không? Nhưng kiểu dạ arimasen ấy thì nó chỉ đơn giản là gì thôi, phủ định là không phải là cái việc này đâu đúng không? Đấy kiểu như thế. Nhưng đây là đang gì nhỉ? Nomemasen, đây là thể gì nhỉ? Không được phép các bạn nhá, đúng không? Không được phép, không thể ấy, đúng không? Thì là không được phép uống rượu, vì đây là quy định của Nhật Bản đúng không? Thì mình nghĩ phương án của nó là gì đấy? Phải là A chứ đúng không? Ừ. いいですか? いいですよ。飲めません。はい、không thể phải uống, không được phép uống. Đúng không ạ? いいですか? B phải loại rồi nhá. B nhớ là, nhưng kiểu như là, theo tôi nghĩ là, đấy, ví dụ như ở trên ấy, bạn không nên mượn tiền nhiều như thế đâu. Đấy, theo nghĩ là bạn phải nên đến công ty sớm chứ. Chỉ là cái quan điểm của bản thân mình là bạn nên làm như thế. Đúng không ạ? Chứ còn nếu là quy định, là cái luật pháp, là cái quy tắc, cái gì nữa ta? Quy định gì đấy chẳng hạn, đúng không? Thì mình không nên dùng. そうですよ。飲めません。À, thực ra thì đây, mình hiểu rồi, tức là khi mà đi với thể, đây là khả năng đi đúng không? Thì là thường đi với gá đúng không ạ? So that's nice. Đó, nhưng mà nhấn mạnh vào thì người ta vẫn có thể đi với ố được nhé các bạn nhé. Hiểu rồi, hiểu rồi. Đâu đây, đề nào ba bạn nhá. Ừ, động từ đi ố được bạn ạ. Vì thực ra đấy này, kiểu với khả năng thì người ta thường chuyển ra là gá đúng không? À, mình hiểu rồi, nên làm cái này các bạn phân vân đúng không? Nhưng người ta vẫn có thể thi được, vẫn là nổ mê ma sen. Đấy, à, phải đi với gá, mình hiểu rồi, nhớ rồi. Tức là khi mà các bạn dùng nhịp gì nhỉ? Khi đi với gì nhỉ? Khi chuyển sang thể khả năng đúng không? Thì như là không thể làm, tôi không thể làm cái điều này chẳng hạn ấy đúng không? Nhưng mà là quy định quy tắc thì người ta vẫn nhấn mạnh vào, thì vẫn có thể dùng ố bình thường các bạn nhé. Được không ạ? Đấy, y desu ka? Đấy, đấy lý giải như này thì cái này đương nhiên bỏ rồi, cái này thì không, bởi nó là hodit chữ nhá, thống nhất chưa? Ừ, rồi chúng ta trợ từ trợ ch à. Đây đề N3 các bạn nhá, đang theo giáo trình Shinkansen đấy ạ.
Rồi, chúng ta sang câu 9, 10 nào. Ide tsuke no ue ga kurai sugimasen ka? Mou shikoshi nani nani do desu ka? Đấy, bài này chúng ta còn học mẫu câu tada do desu ka? Mà đây cả có 3 IBC đều là tada. Các bạn mà không có đáp án á, y chả nói. Được mà. Rảnh bạn Chi Chi đã, bạn bạn Tô Hoàng nó rủ bạn rảnh vô coi chơi, vô coi học chứ không có chơi đâu nha. Nào, thì chúng ta tiếp tục đến với câu số 9 nào. Chukke no ue ga kurai sugi kura desu ne, kurai sugimasen. Câu 9 nào. B A to C desu ne, kotae wa đáp án nào đây nhỉ? B. Ừ rồi, ok, câu này thì dễ hơn đúng không? Ồ, cái bàn trông có vẻ là bẩn quá, tối quá đúng không? Chẳng phải là quá bẩn sao đúng không? Hay là mình làm sạch nó thì thế nào đúng không? Đấy, kiểu như thế thì phải là hành động nhá. Còn cái nát tà đà với cả đây là tính từ không cái này, không được cái này. Cự na đụ ấy ạ, đúng không? Với cự na đụ thì đây nó là tính từ đi với cự na đụ thì nó trở nên như thế, mình phải làm cái gì nó mới lên được chứ, đúng không? Lời khuyên bạn nên làm này thì sao? Nên là phải hành động, nên phải là shitara. Đó, akaruku shitara. Đấy, mình làm sáng lên, làm đánh bóng lên chẳng hạn thì thấy thế nào? Được chứ? Nhờ, thì nó sẽ là B các bạn nhá. Đúng không? Đấy, khi là dùng thậm chí để chỉ trích nữa đấy ạ, đúng không? Đấy, trời ơi, bàn quá là bẩn rồi, có thử lần đánh sạch có lên xem nào. Thế kiểu thế mà nghĩa là kiểu như phê phán cái điều gì đó cũng được. Câu 10 là chốt lộ, chốt tổ xì đà bê tai cô tổ gá đơn đẹp cả, cô nô ba sụ cô ngô, nani nani. Rồi, ôn lại, thì là bạn đã học qua rồi đúng không? Ừ, thử xem nào, câu 10C đúng không? Đây, có bạn 10A thì phải này. Ví dụ tôi có việc cần phải tra cứu một tí đúng không? Thì nói chung là tôi có thể mượn được hay không? Đấy, so that's not. Ừ, rồi chúng ta xem nhá, đây có tarado desu ka? Thì cái mẫu này ấy, chúng ta dùng để như mà kiểu đưa lời khuyên cho người khác ấy, đúng không? Đấy, kiểu thế, bạn làm thử thế này mà xem. Đấy, hỏi cô Mai Lan xem, Mai Lan sensei ni ki tarado desu ka? Đấy, nếu không rõ thì hỏi cô Mai Lan xem. Đấy, kiểu thế nhá. Thế nên là A không đùng được đâu, đúng không? Vì đây là mình đang muốn mà. Đấy, do desu ka? Cái này kiểu việc này thì thế nào, đúng không? Mình cũng kiểu đưa cho người khác ấy. Thì đây là mình đang muốn dùng nhá. Đấy, thế nên là đơn giản thôi, vete moi desu ka? Lại ôi sao lại hỏi N5 thế này, đúng không? Đấy, đơn giản nó chỉ là C này thôi ạ. Không phải, bạn Thuần là bạn 10A, bạn nói là chỉ cách ý là chỉ cách cho người khác ấy. Bạn thử làm thế này xem, như đây là mình đang là người muốn tra cứu. Ok chưa? Đấy, thế nên là mình sẽ là phải chọn cái phương án C nhá. Hãy đơn giản thôi, N5 đấy. Rồi, chúng ta tiếp tục sang với phần tổng hợp nhá. Chúng ta xem chọn cái nào nào. いいですか? わー、ゆこさん、着物が似合いますね。似合いますね。くの家族に見せたいので、ようにゃ見せたいので、さしの何々。うん。À, bạn ơi, bạn muốn hỏi sách nào, file sách N3 gì nhỉ? Xin con xem bản PDF ấy à? Bản mềm ấy hả? À? Ở trên mạng có rất là nhiều, mình search cũng đơn giản thôi bạn ạ. Nhá, nếu không có thì bạn có thể inbox cho trung tâm Nhật Cô C, các bạn ấy sẽ gửi cho bạn nhá. Bạn tất toán à? Hay tất toàn? Nào, hãy comment giúp mình thứ tự nữa bạn Hồng Diễm ơi. Đấy, chúng ta xác định. Wow, Yuko-san ơi, em rất là hợp với cả kimono đấy, đúng không? Và cho xem, muốn cho xem nhá, muốn cho cả gia đình xem nữa, thế nên là làm sao nhỉ? Chúng ta xem nào. Muốn mua ấy hả? Mua gì? Thêm mà. Câu 1 đấy, các bạn chọn là A, các bạn chọn là C, chúng ta thử phân tích C xem nhá. Nói chung là các bạn phải hiểu câu này đã này. Yuko là cái đứa đi cùng mình ấy, đấy, nó mặc bộ kimono rất là đẹp. Và thế là mình cũng mua thì nó đẹp thế, đúng như kiểu người yêu chẳng hạn đúng không? Mình muốn cho gia đình mình xem nữa. Đấy, misetai đúng không? Muốn cho gia đình mình xem. Kazoku ni misetai, nên là bây giờ nói chung là đấy, mình chụp ảnh chứ đúng không? Đấy, thứ nhất là tốt tarado desu ka chính là tarado, gợi ý bạn chụp ảnh xem thế nào. Nhưng mình đang là người muốn xem thì mình phải là người chủ động làm chứ, nên câu B không được này. Đấy, loại câu B đi nhá. Tốt te hoshi thì lại là muốn ai láo làm hành động gì, muốn bạn chụp ảnh, thì hai câu này cũng gần giống nhau. Hành động chụp ảnh lại là của cái người người bạn Yuko ấy. Đúng không? Như bạn đấy là người hợp đang ngồi ngắm nghía soi gương các kiểu đúng không? Mà mình lại là người muốn cho gia đình mình xem là ui Yuko nó mặc đẹp hợp như thế này chẳng hạn. Đúng không? Thì đấy, mình phải là gì đấy? mình phải làm gì? Mình là người chụp, thế nên là ồ thế anh chụp một kiểu ảnh nhá. Đúng không? Đấy, thế là tote mo ii desu ka. Đấy.
Tưởng không dễ mà dễ không tưởng. Đúng không? Thì nó mình nghĩ là A sẽ là chính xác nhất chứ đúng không nhỉ? Đấy, câu số 2 nhá. Hiểu ý mình phân tích không? Đấy, thà là đồ, lời khuyên bạn, mấy bạn làm thử làm cái này xem. Đấy, ví dụ như là ok, nếu mà ở câu này có bạn nào lúc nãy có nói không nhỉ? Đấy, ví dụ ui hợp lắm đấy. Đấy, mày thử mua xem thế nào. Đấy, đúng không? Hay mua cái bộ này xem thế nào. Thì là ý là cái bạn yêu cô, cái đối phương ấy, cái người nghe ấy, cậu thử mua xem, tao thấy được đấy. Đúng không? Thì mới được nhá. Còn đây câu số thì câu này đáp án A. Daigetsu watashi no dance no hapyou kai ga arimasu. Zehi minna de mii ni ii desu ka? Đấy, tháng sau đúng không, là chúng tôi sẽ có một buổi như kiểu phát biểu, một buổi tổng kết thì mình dịch tổng kết nhá, tổng kết cái việc học nhảy của mình đi. Đấy, Happy Okai mặc dù nó là buổi phát biểu nhưng phát biểu về đan sự hơi buồn cười, mình dịch là buổi tổng kết của cái lớp học nhảy đấy. Thì nên tôi muốn mọi người đúng không, Mina đấy, tất cả mọi người đến xem. Đấy, nói chung là mọi người sẽ đến nhá, còn mình đương nhiên phải đến rồi vì đây Happy Okai của mình đúng không ạ. Đấy, vậy các bạn chọn cái nào? Kitai, ve tai thì là mình muốn nhá. Đúng không? Mini kitai tức là tôi muốn đến xem, nhưng đây là buổi của mình đương nhiên phải đến rồi, nhà Mina đấy thì mọi người đến. Sasete hoshi, tôi muốn mọi người cho phép đến. Sasete là thể sai khiến nhá, thế là cuối cùng là mình vẫn là người đến. Đúng không? Đấy, thế nên đáp án chính xác là B. Kite hoshi, tôi muốn mọi người đến. Đấy. Câu 2 thì phải là cái nào? Trời ơi, sao cái này mọi người xác định sai nhiều lắm luôn. Thì mình đảm bảo nhá, các bạn mà phải học kỹ lại phần này đi. Nếu không mà sai nhiều như này thì đảm bảo sẽ dẫn đến cái câu môn đây 4 trong phần nghe của các bạn cũng sẽ bị sai khá là nhiều đấy ạ. Vì khác nhau đúng một động từ nó chia loạn lên một tí là các bạn bị bối rối cái là không ổn tí nào rồi. Tiếp theo câu số 3. Jodan wo nani nani desu. Watashi wa majime ni hashiterun desu. Trời ơi, jodan là như kiểu bông đùa, đúng đùa đúng không? Những lời đùa cợt tí. Tôi đang rất là nghiêm túc đấy, đúng không? Học hành cẩn thận đi, đúng không? Đấy, đừng có bông đùa nữa, không anh cẩn thận đi, chúng ta rất nghiêm túc đấy, không lằng nhằng. À vâng, hay quá, cô ba lại có ba phương án, thì chúng ta xem nào. Nói chung là có được nói không? Không được nói nhá. Ồ, đều là vô đăng, ok thì đều là không nữa, nai này, đấy là nai này, thì chả không loại được cái đấy rồi, đúng không? Đấy, nên xin đừng nói đùa, ok, đấy, xin phép mình muốn nói dối. Đây đều là không, không không xin phép nói dối gì đâu mà đều là không không được mà, đúng không? Đấy, xem nào, sổ để snack thì chúng ta sẽ chọn phương án này đây. Chúng ta xem nhá. Đây là gì nhỉ? Toi. Các bạn nhớ toi hoặc là ba y hoặc tà đá y không ạ? Đấy, như trong cái phạm vi bài này mình học hết thì nó là kiểu ước gì, đúng không? Đấy, ước gì hoặc giá như mà bạn đừng nói dối, tôi đang rất là nghiêm túc thì nó không hợp lý cho lắm nhá. Nên câu A chúng ta sẽ loại đi. Ok chưa ạ? Nếu chỉ đơn thuần là gì đấy, nếu anh không nói ra những lời đấy thì tốt biết mấy, đúng không? Hoặc là giá như mình có can đảm hơn để nói với em rằng là thế nào đấy thì tốt biết mấy thì mới được nhá. Nên Iwa này đây nói chung là không hợp lý. Câu C là Iwasete là gì nhỉ? Iwase nai de hoshi. Nai de hoshi là tôi muốn bạn không làm gì đấy, nhưng mà lại là Iwase là thể sai khiến. Tôi muốn bạn không cho phép, đúng không? Đấy, tức là không hợp lý. Tôi đang nói nghiêm túc luôn, không cho phép phải được nói chứ. Đúng không? Thế này là chính để xem thứ B nào. Đấy, như cái này thì lại được này. Iwanai de moraitai như thế nào ạ? Moraitai bằng với hoshi như đằng trước nó chia sang là iwase, còn cái này chỉ đơn là iwanai thế. Tôi muốn bạn đừng có nói những lời đùa cợt đấy nữa. Tôi đang rất là nói nghiêm túc đây, đúng không? Thì thế nè. Nói chung đáp án là B. Không biết mình có nói quá nhanh không? Hi hi. Comment nhé. Ôi, mình không nghĩ là bài này mọi người sai nhiều thế đâu, thật đấy. Mình đang nói rất là hajime ni hashiterun desu. Đang nói rất nghiêm túc là cũng thấy ngạc nhiên. Nên là bài này mình thấy cũng là quan trọng đấy. Mặc dù cái này thì cũng đánh giá được hai cái. Thứ nhất là các bạn nắm chưa vững lắm về cái kiến thức N4. Thế nên là có rất nhiều bạn là kiểu là lơi là kiến thức N4 chẳng hạn là cũng khó đấy. Đúng không? Vì xu thế ra đề của những năm gần đây mình thấy ấy, đó là khi mà mình nhận những đề hoặc mình chữa những cái đề mà thi chính thức của kỳ thi GPT ấy, hàng năm thì đều mình đều có livestream chữa đề đó, thì mình thấy là cái xu hướng ra đề nó không phải là quá khó khăn đâu, mà nó sẽ hỏi những kiến thức rất là cơ bản của N4, thậm chí N5 thôi. Thế nhưng mà đương nhiên những cái câu người ta cho nó sẽ phức tạp lên để bắt mình dịch, mình phải hiểu bản chất của câu ấy thì mình mới chọn được. Chứ còn ngữ pháp của nó 150 ngữ pháp N3 nó không phải là vấn đề quá khó khăn đâu ạ. Sao thế? Rồi, tiếp theo nào. Không thật cả. Rồi, chúng ta sang câu 4 nhé. Sumiya sen, kono piano renshiu shitsu wa watashi ni mo. Watashi ni mo.
Thường thường sẽ là dạng vật chất xin thì một thường thường, nhưng mình thấy nó hay gặp sang là dạng à, dạng gì biết không, đó là sacete đấy, thường thường thôi nhá, con không biết câu này có đúng không. Ví dụ là watashi ni mo yarasete kudasai, hãy cho tôi làm nữa, nhớ không ạ? Ừ. Yarasete kudasai, yarimasu đi, đúng không? Ừ. Ides có đâu rồi, các bạn hãy comment tiếp đi. Hôm nay đang mệt đấy, đang cùng chưa nốt để ăn cơm đây, đói rồi. Có 4 năng C đúng không? Đấy, à đấy, chứ mình nói đấy, thường thường nhá, mình không đưa vào cái quy luật đây là một cái mẹo miếc ở đâu đúng không? Mà thường thường cứ watashi ni cái gì để hành động thì thế nào nó cũng sẽ chia sang là thể sai khiến, thường thường thôi nhá, đúng không ạ? Ôi tôi rất xin lỗi, nói chung là cho tôi sử dụng, ý là cho tôi sử dụng cái phòng luyện tập piano này nữa đúng không? Thì đấy chúng ta sẽ có là gì đây? Chikatte morai tai thì tôi muốn bằng với vete hoshi nhá. Đấy, lại nhắc lại này, morai tai bằng vete hoshi thì lại là bạn hãy sử dụng đi. Như đây là tôi muốn, đây là watashi ni mo, ok chưa? Đấy, tiếp theo chigaware du toi đúng không? So desu ne, được phép qua đây được à? Ừ, được cũng được nhỉ, thì tốt biết mấy đúng không? Thế nhưng mà đây là cả mình đang xin phép mà, chứ không phải đang ước gì hay là giá như gì cả đúng không? Mình đang xin mà, vẫn đang sumimasen mà đúng không? Đấy, thế nên nó sẽ là chikawasete hoshi, mình phải chia đây. Đấy, ok chưa ạ? Hoshi, tôi muốn muốn nhận được sự cho phép, đây cái cho phép ở đây và cho phép sử dụng thì đúng chưa? Thế là chikatte moi desu ka đúng không? Nhưng mà watashi ni mo chikawasete hoshi desu ga. Ok chưa? Rồi, ok, chúng ta vẫn bắt đầu nhá. C nhá. Tiếp theo câu số 5 nào. Dono gakko erabu ka motto yoku desu ne. Hai kangaete nani nani to ima de wa zannen ni omotteru. Ai cũng thế đúng không? Đấy, rất hay. Nói chung là đừng làm gì để hối hận, mà đã làm rồi thì không hối hận nhá. Câu 5 đúng không? A ấy hả? Ừ rồi, rồi B rồi C đúng không? So desu ne. Tadado. Tadado ấy, thực ra mình đã khuyên cho những điều mà nó sẽ xảy ra ấy, đúng không? Đấy, bạn thử làm này xem thế nào. Đúng không? Như đây điều này xảy ra rồi, đến bây giờ tôi còn hối hận đúng không? Thôi C mình sẽ vứt đi nhỉ. Đúng không? Đấy. Cái câu B à? Đấy. So desu ne. Cái này cũng dùng được, tuy nhiên nó là kimeru to yokatta đúng không? Đấy thì kiểu ước gì giá như cái điều đấy mà tôi rồi mới quyết định, suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định thì tốt biết mấy. Thì cái điều này đã xảy ra trong quá khứ rồi, điều đấy làm thì mới tốt trong quá khứ. Nên nếu có chia cái đuôi này thì phải là yokatta. Ok chưa ạ? Đấy, thế nên chỉ đơn thuần là đấy, chọn trường nào giá như mình suy nghĩ, nên suy nghĩ đúng không, đây này. Và beki datta to đúng không? Đấy, tôi đang rất là hối hận rằng, đến bây giờ tôi đang rất hối hận rằng là, cái tố này là rằng là nhá. Đấy, nghĩ rằng là đây này. Đấy, nó là tân ngữ của cái từ omotteru. Đấy, nghĩ rằng là sao? Đấy, tôi nên là phải suy nghĩ thật kỹ trước khi chọn trường. Đó, thế nên mình nghĩ đáp án chính xác câu này phải A mới được. Ô, nó đang là xin căng gen đấy nhá, một giáo trình tương đối khó và của N3 đấy nhá. Ừ. Đấy, nó là N4 như đây này, sai bé bé đây này bạn Việt Kỳ này. Đấy, nó là N4 thôi, chứ N3 đôi khi để mình học cứ đấy, ví dụ ở chi ní là trong khi rồi gì nữa nhở, hoặc kê ni wai ka ka nai rồi thì cà ghê đi các thứ chẳng hạn đúng không? Nó những mẫu câu kiểu nó kinh điển của N3 rồi, bây giờ nó xu hướng ra để nó chả thèm ra như thế đâu nhá. Đấy, mà nó lại hỏi N4 nhưng mà nó đương nhiên là dạng phức tạp của N4 đấy, kiểu như vậy. Tên cho watashi tachi ni mo sukoshi yasumi đấy, watashi tachi ni ii desu ka? Đúng chưa? Đấy chúng ta xem nhé. Đấy như mình vừa thử gợi ý xong câu này có đúng đúng áp dụng trường hợp này không? Như đây mình bảo watashi ni mo thì thường thường đằng sau nó chia sang là thể sai khiến đúng không? Thường thường thôi nhá. Đấy, watashi ni mo là ni, cô xin lỗi, đây mo sukoshi yasumi o, để thử nào. Đấy như này, không biết đây mình đang thử kiểu là random một cách kiểu vô tội vạ, không hẳn vô tội vạ lắm, nhưng mà cái mà kiểu mình rút ra sau nhiều bài chẳng hạn, sau nhiều cái cách nói ấy, thì ở đây nhiều bạn rất là xê này đúng không nhá, đúng không? Nên trời ơi đúng không, tao mệt lắm rồi, tao làm bao nhiêu rồi đúng không, hatarakisugi desu, thế nên là đúng không, tôi muốn nhận được itadakitai, moraitai, hoshi bằng nhau nhá, sự cho phép đúng không, để mà tôi xin nghỉ, cho phép xin nghỉ một chút có được không? Chuẩn nhở, đúng không? Ơ C có vẻ đúng nhỉ, thử mấy cái này em sao? Tốt tadado desu ka? Nhớ là lại là mày xin nghỉ đi đúng không? Tên trồ mình đang nói với tên trồ mệt đâu, mình mới là người mệt mà, đúng không? Tore bai desu đúng không? Đấy giá như, nhưng mà ý là giá như mà
tôi mà xin nghỉ đúng không thì tốt biết mấy, ý là mình được phép nghỉ ấy, đúng không, đang nói với tên chùa mà watashi ni này nữa đấy, watashi ni nhá, đấy như thế này đúng không, chứ không phải là watashi quá đấy, tôi mà nghỉ một tiếng thì biết mấy đúng không. Nói chung là câu này là c chuẩn rồi đấy, vẫn đang sọc đúng cái quy luật mình nói với các bạn đúng không. いいですか? Rồi, cảm ơn các bạn nha. Chúng ta tiếp theo sang câu 7 nào. 彼女にあんなことを言う。何々。きっと彼女は怒っているだろう。だろう。Chắc chắn là cô ấy sẽ tức giận đấy, đúng không? Đấy. Nên là đừng có mà nói mấy lời, ý là đừng nhỉ, đúng không? Yêu này, đừng có nói những lời như thế đối với cô ấy tức đấy, đúng không? Xem là cái nào đây. Beki de wa nakatta, koto de wa nakatta, wake de wa nakatta. Nói chung là đuôi giống nhau hết, khác mỗi cái beki. Cô tô ok nhỉ. Vậy nó là cái nào đây? Tiến pro nốt đã. Y desu ka? Nào các bạn comment đi, đến câu 7 rồi, mọi người đã nhìn thấy câu 7 của mình chưa? Ai comment comment comment. Nhảy đi đâu đây? Này, đi đâu đây? Ơ hay. Rồi. Comment. Câu 7 a. B, trời ơi, ơ làm sao nhở? Này, phản đối gì đây? Ơ, mình chạm vào đâu sao nó không ra và cái này thế? Ok chưa? Thì chúng ta chọn cái nào nào? Y đấy có. Ơ, bị làm sao ý? Các bạn ơi, cái máy của mình nó bị làm sao mà nó cứ nhảy ra lung tung là mọi người không nhìn thấy được. Y đấy có. Cái máy nó cũng đang trêu tức mình luôn này. Rồi, so desu ne wa kei de wa nai thì không phải là. Các bạn nhớ mỗi câu này không? Xin lỗi các bạn nhé, trục trặc kỹ thuật một chút. Đúng không? À, koto desu wa nai thì như mình vừa nói có một câu mình nói cái này thì phải nhỉ? Koto desu wa nai, koto janai, koto desu wa arimasen các thứ ấy, đúng không? Không phải là, đấy là việc đấy. Hoặc wa kei de wa nai thì rõ ràng hơn này. Có nhớ cái này không? Wa kei de wa nai kagiri đúng không? Nhớ cái này không ạ? Đấy, quả tô quá cà ghi này đúng không, số đẹp nhất thì quả kia không phải là thế này thế kia đâu, mà là thế nào đó đúng không. Thì đây là gì? Đừng, không nên, đúng không, số đẹp nhất không nên này, bê kỳ đế bạn này không nên nói lời như thế với cô ấy đâu, chắc chắn là cô ấy sẽ tức giận đấy. Đấy, bị đói mà thế à? Ừ, chắc là mình nhầm cái gì đấy, xin lỗi nhá. Nói chung phần này đã đấy, ok chưa? Các máy nọng đói rồi, cảm ơn các bạn. Nào câu 8 nào. New goku suru toki mo shukoku suru toki mo kuko de passport o nani nani. Đây là khi nhập cảnh cũng như khi xuất cảnh, mình dịch như thế đi nhá. Nhập quốc với xuất quốc đúng không? Thì chúng ta phải nói chung là phải cho đấy, lại mise à, đây may quá, đều là mise cả. Đúng không? So desu ne, đều là mise chứ không phải mi đụ gì cả nên là đỡ phải thắc mắc nhá. Thì đây là cái gì đây? Ừ hay. Các bạn chọn cái gì? 9 là B à? Trời ơi, à 8 chứ, mình đang chọn 8 C, C. Ừ đúng rồi, so that's nice. Đây là gì đấy? Đó là quy định, mình bảo rồi, những cái thuộc về cái quy tắc, cái luật lệ mình bắt buộc phải tuân thủ, đúng không? Thì nó sẽ là nakedeba narimasen. Thế lại, bạn nên sao là xem đấy, còn bạn không cho xem thì cũng không sao đâu. Ôi, bắt lại ngay, đúng không? Còn giá như bạn cho xem thì tốt, nếu như bạn cho xem thì tốt thì thằng không được nhá. Nói chung nó là quy định rồi, thế nên bắt buộc nó phải cho xem. Thế nên đáp án chính xác là C, đúng không ạ? Rồi còn câu cuối cùng nữa này, một số đẹp nét. Kuchanka ototo no shiken wa kuchi kara da to itte ita kara mou hashimatte iru nani nani. Ờ, 9 rưỡi rồi cơ à, đúng không? À, gì nhỉ? Cái bài kiểm tra, cái giờ kiểm tra của thằng em trai tôi ấy, nó nói là bắt đầu từ lúc 9 giờ đúng không? Thế nên bây giờ là bắt đầu rồi đấy, nhờ đang bắt đầu rồi, đúng không? Thì không thể là ước cái gì đấy được, đúng không? Vì điều này nó đang xảy ra thực tế rồi. À, gì nhỉ? Bê kỳ đà thì không phải nên bắt đầu rồi đấy, đúng không? Không nên thì cũng sao, không bắt đầu rồi không sao đâu, đúng không? Đấy, mà nó chính xác là ha sự. Ở phía trước là một căn cứ rất là có tính chất logic rõ ràng rồi, đấy, đúng không? À, cô livestream từ bắt đầu lúc 6 rưỡi chẳng hạn, cô bảo cô sẽ livestream một tiếng mà bây giờ là 7 rưỡi rồi chẳng hạn, đúng không? Thế là cô chắc chắn là cô sẽ bảo cô nghỉ đấy, cô đói rồi mà, đấy, kiểu thế nhỉ? Thế á, bạn Đại Nguyễn á, đấy, chỉ nhầm đáp án trong đầu mà không comment như bạn không? Không biết các bạn nào không nhỉ? Đúng rồi, mình thấy có khoảng hơn 100 bạn xem, rất là đông các bạn xem, nhưng mà công nhận mình chỉ thấy một vài bạn, còn chục bạn comment đáp án thôi.
Đó, thì nó là ha dự đà các bạn nhá, đúng không? Comment cho vui, còn nếu mà trong trường hợp mà không không thích comment chẳng sao cả, nhưng mà để có thể biết, thôi tự mình biết cũng được, nhưng thôi comment làm cùng với mình cho vui nhá, thì mình có động lực hơn rất là nhiều, được không ạ? Ideska, nói chung câu 9 sẽ là B các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hy vọng trong buổi tiếp theo thì đấy, nói chung là buổi hôm nay là cũng không được thành công cho lắm, bởi vì là thấy là các bạn sai hơi nhiều nên là cũng hơi buồn một tí. Thế nên là các bạn thấy là phần này mình đang hỏng chẳng hạn này thì nhớ phải xem xét thật kỹ. Mặc dù bao nhiêu bạn comment cô ấy lại N4 à, cô ơi sao lại toàn N4 thế này? Nhưng N4 mà lại sai rất nhiều, nhưng hôm trước là chỉ một vài mẫu câu rõ ràng mới tinh của N3 luôn, các bạn làu làu luôn để comment hầu như chẳng bị sai mấy. Đúng ạ? Ừ, いいですか? Rồi, minasan, hãy mite kurete, dōmo arigatou gozaimashita. Dạ, mata. Cảm ơn mọi người nhé.